anh em ạ. Có cái lao B3, hai quả súp multi. Mẫu này liền vang thôi, liền bích. Các bác anh em nhá. Hôm nay anh Nguyễn về Hải Dương lắp cho bác Phú Triều bộ karaoke. Đây là cái căn biệt thự nhà bác ấy. Được cái cổng rộng. Và hiện tại giờ bác đang làm việc và công tác tại Đài Loan. Đấy. Và sắm bộ này để tặng vợ và tặng con luôn đấy nhá. Chu đáo lắm. Anh em thấy chưa? Rất tuyệt vời luôn. Đấy, tặng vợ tặng con. Cái này phải chơi mạnh vào nó đúng rồi. Tết thì có nhé, anh em là có nhu cầu với âm thanh thì alo cho em nhé. Đấy. Hai quả súp multi, mỗi đẩy liền vang thôi, liền bích.
Thank you.